Vâng, chào các bạn. Hôm nay mình tiếp tục giới thiệu các bạn bộ dàn mini Panasonic BM710SD. Đây là một bộ dàn đồng bộ rất là đẹp, còn khoảng 95% đẹp như mới. Bộ dàn đẹp góc cạnh nha các bạn. Lo máy đều đẹp trắng tinh, rất là đẹp. Đẹp góc cạnh, không có mẻ nở, không có đốm gì, không có chóc gì hết. Còn rất là đẹp như mới, rất là đẹp nha các bạn. Đây, quá trời đẹp luôn, không có thủng cái lưới nào, cái lỗ nào hết. Còn rất là đẹp, đẹp long lanh luôn. Đây là bộ vàng là đúng chất đẹp, và để vừa chơi và vừa trưng bày là khỏi chê, rất đẹp nha các bạn. Thì bộ vàng này thì nó chạy 5 đĩa CD chạy rất là tốt nha. Còn rất là mới, chạy rất là ngon lành, không có lỗi làm gì hết. Đây 5 đĩa CD đây, và một đĩa MD, và nó có xài hát cái thẻ nhớ SD ở đây. Đây cổng thẻ nhớ SD, còn cái đây là cái dock để cắm điện thoại Panasonic nha, cái nóc để xài qua điện thoại Pana nha. Cái đây là cắm thẻ nhớ, còn đây là cái cổng kết nối AUX bên ngoài, thiết bị bên ngoài như iPad, laptop, điện thoại rồi qua cổng này nha. Chức năng là chạy hoàn hảo, CD, MD rồi chạy rất là tốt nha, không lỗi lầm gì hết. Máy là quá xá đẹp luôn. Thì công suất của cục máy đó là 50W và cặp lo đó là 60W nha các bạn. Thì kích thước chiều ngang của cái bộ này là 45, chiều cao nó là 22 và chiều sâu nó là 35 nha. Đây là bộ dàn mini để phòng khoảng 30m². Con này là để phòng là nghe là khỏi chê. Bây giờ mình sẽ test cái chức năng CD nha. CD chạy rất là mượt, không có kén đĩa, đĩa nào chơi cũng ok hết. Đây volume, đây volume xoay này rất độc đáo nha, quá xá đẹp luôn. Rồi các bạn, mời các bạn nghe CD nha.
các bạn. CD chạy tốt nha, âm thanh hay. Giờ mình sẽ thử đĩa test đĩa MD nha các bạn. Đây, đĩa MD đây. Các bạn nghe MD nha. Ok các bạn, MD chạy tốt nha, chất âm khá hay nha các bạn. Chất âm con này thì bass chép đánh rất là hay, lóc cóc len keng luôn. Thì cái bộ này thì giá của nó là 1.300.000 nha các bạn. Giá của nó là 1.300.000. Thì mình bán là ship hàng toàn quốc, mình ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, ship hàng toàn quốc. Mình sẽ nhận chuyển khoản đủ và ship chuyển phát nhanh cho các bạn tận nơi. Đây, mình xin lỗi là mình không có ship COD như các bạn, mình chỉ nhận chuyển khoản đủ và ship hàng toàn quốc thôi. Đây, các bạn tham khảo nha, so với mức giá 1.300.000 là con này là có thể nói là vừa tầm với các bạn, và âm thanh của giá 1.300.000 là không có thể chê được nha, âm thanh khá hay so với mức giá. Thì các bạn cứ tham khảo, có gì alo gọi trực tiếp cho mình hoặc là nhắn tin kết bạn Zalo cho mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha.